chiều 28 tháng 4, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của tất cả các bị cáo y án sơ thẩm vụ sản xuất buôn bán tàng trữ trái phép 124 kg ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng ma túy đặc biệt lớn nên cần có hình phạt nghiêm khắc mới đủ tính răng đe. Từ đó, hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trong đó, Văn Kính Dương bị tuyên án tử hình do các tội danh các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang mức án tử hình về tội sản xuất buôn bán trái phép chất ma túy, bị cáo Nguyễn Bá Thành mức án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức người tình Ngọc Miêu 16 năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy, sau khi tòa tuyên án, Văn Kính Dương đã ôm hôn tạm biệt người tình Ngọc Miêu.